Tập 5. Lục Phong, ngươi làm cái gì vậy? Ta là Du Tiên đi, ngươi bình tĩnh một chút. Đáng ghét. Anh Võ, đừng có làm hắn bị thương. Ta biết rồi, là Lục Phong. Ta nghe thấy tiếng nói liền chạy đến. Do Du Tiên, dùng lôi thuật đi, làm ta liệt toàn thân hắn. Thiên cụ, thiên lôi thuật. Anh Võ, xin lỗi, ngươi không sao chứ? Có sao đấy, cái tên này cho dù là biến nhỏ rồi mà vẫn nặng như vậy. Hắn đánh nát bồn tắm của ta rồi, ngày mà hắn chết chắc rồi. Mỗi khi đến kỳ trăng tròn, hắn sẽ trở nên như vậy. Hắn giống như ta không thở khống chế được võ hồn trong người. Những cái thứ này hình như có liên quan đến tuổi thơ của hắn. Hắn từ khi sinh ra đã có hình dáng như vậy rồi. Bị người ta ghét bỏ hoặc là sợ hãi là chuyện bình thường. Luôn luôn phải trải qua những ngày tháng bị người khác ức hiếp. Một bên mắt chính là bị mất vào lúc đó. Nhưng mà Lục Phong rất là lương thiện, điểm này ta rất rõ. Bởi vì ta biết sau khi bị người ta bắt nạt sẽ bị kích động và tự sát, tâm lý phục thù cực độ. Nếu như những chuyện này còn tiếp tục xảy ra, ta sợ hắn sẽ chịu không nổi. Quái vật, quái vật, quái vật. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng không phải lỗi của ta. Đừng có để hắn chạy thoát. Giết nó. Tại sao? Trời sáng rồi, nhưng mà vẫn rất là buồn ngủ nha. Đêm hôm qua cũng không phải là ngủ không ngon. Không biết Lục Phong bây giờ như thế nào rồi. Ngủ ngoài cửa hay sao? Lo lắng cho ta hay sao? Lục Phong, Lục Phong, Lục Phong. Kỳ lạ, mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi? Khắp nơi đòi không tìm thấy. Hả? Ngươi là hôm qua... Đợi đã, này. Mau cầu, ngươi chạy đi đâu vậy? Lục Phong, thì ra ngươi ở đây. Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Xin lỗi nha, ngủ không được nên ta chạy đến đây đấy. Như vậy à? Chuyện tối qua, thật sự xin lỗi. Ngươi đã biết. Anh Võ cỡ hết cho ta rồi. Hắn canh chừng ta suốt cả buổi tối, giống với phong cách của hắn lắm. Anh Võ cũng rất có tâm đấy chứ. Bởi hắn mắng một trận rồi, chỉ vì tại ta mà khiến hai người lo lắng. Có lúc anh Võ thật sự là người rất là lợi hại, chuyện gì cũng dám làm, đều là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Thỉnh thoảng ta thật sự rất là ngưỡng mộ anh Võ, vì sẽ đau khổ của người khác mà bị thương, vì bất cam của người khác mà phẫn nộ. Chỉ cần là chuyện hắn nhận định phải làm thì nhất định hắn sẽ làm. Cho dù mọi thứ xung quanh đều nguy hiểm, cho dù thương tích đầy mình cũng đều tận lực hiện thực hiện. Hắn chính là một người như vậy. Ta vĩnh viễn không thể trở thành một người giống như anh Võ. Vì vậy ta mới ở lại chỗ này, làm chuyện mà mình có thể làm được, không ngừng tiến bộ và trưởng thành, cùng lúc nuôi dưỡng sự nhẫn nại của mình, tăng cường sự tự tin của bản thân. Sau đó sẽ có một ngày ta sẽ trở thành một người mà người khác có thể dựa vào. Đó mới là chuyện ta còn phải làm. Là một người ý chí rất kiên định, nhưng mà hôm nay phải đi rừng rậm một chuyến, còn có thú quý khác phải quan sát. Lần trước tên này bị cây mây trói chặt, chảy rất là nhiều máu. Ta dùng dao cắt mất cả đơm mới cứu được nó ra. Lần này ta đi cùng ngươi, vừa lúc có thời gian. Thật sự, thật sao? Ta vừa lúc không làm hết việc, vốn dĩ đến nơi này để giúp ngươi làm việc mà. Vậy chúng ta thu dọn chút rồi đi thôi. Ừ. Nền vuốt của giả thú không thể làm ra vết thương chính tờ như vậy. Đối phương cũng không lấy đi mấy thứ quý giá như nanh vuốt chân trên người của mấy con thú quý này. Đơn thuần chỉ là giết hại chúng mà thôi. Máu trên thi thể vẫn chưa khô, chắc là chuyện mới xảy ra sáng nay. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là do ai làm? Tức chết ta rồi. Mỗi lần đi tìm cổ sư huynh đều không gặp được. Ta rõ ràng thích hình ấy như vậy. Đã ghê, tức chết ta rồi. Mọi người vẫn chưa lo sống à? Con xiên sơn giáp đó, đợi một chút đi nữa đi. Con này không giống với lũ vừa rồi đâu. Đây không phải là xiên sơn giáp bình thường đâu. Xiên sơn giáp long thú cả nước Lâm Quốc của Khổng Cổ. Không ngờ là lại gặp được ở đây. Chỉ cần bắt được trung viên là tuyệt đối có thể bán được giá ngon rồi. Chỉ cần dùng lực giữ chặt cổ nó thì nó sẽ đau đớn mà mất đi sức phản kháng. Vậy thì lột bộ giáp của nó ra đi. Chỉ có cái đó thì mới đáng tiền thôi. Được, bây giờ tôi sẽ lột cho cô xem.
Còn có một con nữa. Nơi này mà lại có xuyên sơn giáp long thú trưởng thành sao? Vóc dáng cao lớn quá đi. Tiếc quá. May... thật là may mắn. Xem ra dáng vẻ rất mạnh mẽ. Các ngươi mau tránh đi. Lần này thật là trúng bánh rồi. Đặc yêu quá rồi. Không cẩn thận là bị bắt được đấy. Đã nghiệt. Nhưng mà lột được cái tấm giáp này cũng là được lợi rồi. Lần này may là có công lao của kiếm pháp ta. Vốn dĩ cũng chỉ là mèo mù với cái rắn. Không ngờ lại là có thể có được bảo bối lớn như vậy. Ta nghe thấy cái tiếng gì đó. Ta cũng vậy. Hay như từ bên đó truyền lại. Đi xem sao. Ở bên này âm thanh càng ngày càng gần rồi. Hay như là tiếng khóc của trẻ con. Nhìn thấy gì chưa? Sao lại đứng yên bất động vậy? Lộ phong, đợi một chút. Gia toàn thân đều bị lộ hết. Lộ phong, người điên rồi sao? Mau dừng tới. Vậy thì ta còn có cách gì khác nữa đâu. Gia toàn thân của nó bị lộ ra hết rồi. Tất cả dây thần kinh đều lộ hết ra ngôi rồi. Nó bây giờ mỗi một giây sống đều đau đớn vạn phần. Nó đã không thể cứu được nữa rồi. Rốt cuộc là ai tâm địa độc ác như vậy? Không thể dùng thử. Được rồi, đừng có khóc nữa. Đi thôi, đi, đi đâu? Đi tìm bổn tàng độc đó. Sao đột nhiên lại có thêm hai người vậy? Bây giờ còn náo nhiệt hơn vừa rồi nữa. Bộ da mà nam nhân đứng sau ngươi đang cầm đó, không lấy là của con vật ở đằng sau ta đây sao? Không sai. Có vấn đề gì sao? Con xuyên sơn giáp đó là do các ngươi giết sao? Phải hay không thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ con xuyên giáp đó là của các ngươi sao? Vì đã bảo vệ con của nó đã hành động điên cuồng và kết quả là chết dưới kiếm của ta. Đã nghĩ hay là đem con của nó về nuôi cũng tốt. Thật không ngờ là các người đến. Thật sâu xin lỗi nhé. Quên mất, không giúp các ngươi thu phí thu thi thở rồi. Ra một cái giá đi, bọn ta mua. Lục Phong, bớ tiểu sơn giáp lùi lại một chút đi. Vô tiền, lý nào cũng muốn. Vậy bọn chúng làm người. Làm sao đây? Đối phương hình như rất tức giận đấy. Vợ còn ngồi ta giúp cô không? Ta tưởng mày xử lý được rồi. Đúng lúc gần đây, ta đã luyện được chiêu thức mới. Cũng lắm là khiến cho cô ta tàn phớ thôi. Đúng lúc, hôm nay tâm trạng không tốt. Làm vài nhát đau trên mặt cô nhé. Dùng mực của ta. Làm mực à? Nhỏ dột. Giống với khí của võ hồn của ta, nhưng nhìn rõ vị trí rơi của mực và phương hướng công kích của cô ta. Chỉ còn ta đẩy nhanh tốc độ, là có thể đánh trúng cô ta rồi. Chuyện gì vậy? Một màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Mực vốn dĩ chính là để che mắt tầm nhìn của đối phương. Rõ ràng là không biết năng lực võ quyền của ta mà còn nói bừa. Lần này thì mở mắt ra chưa? Năng lực võ quyền của ta là hắc bạc. Chỉ cần dính một chút mực thì cho dù là thị giác hay là thính giác đều vô dụng. Là năng lực phù hợp nhất làm ám sát. Ta chính là dùng chiêu này mà lục gia cũng xuyên sơn giáp rồi đấy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không lục gia ngươi đâu. Ta chỉ nhẹ nhàng rạch mấy đường ở trên mặt ngươi là được rồi. Vô tiền, đừng gọi nữa. Cho dù ngươi có hét thế nào thì cô ta cũng không nghe thấy đâu. Cô ta bây giờ chỉ là nữ nhân thối mù mắt thôi. Cái gì? Cô ta nhìn thấy ta sao? Võ quyền của ta vô hiệu với cô ta sao? Vừa rồi hình như động vào cái gì. Hình như thì bọn họ không thể tiếp cận ta rồi. Không đúng, chắc là chỉ vô tình đụng vào thôi. Không nhìn thấy gì cả. Ta cũng không nghe thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Nếu như ta không được chuyển đến chỗ khác thì sẽ bị nhốt ở trong kết giới này. Nếu như bên trên đều không phải. Đợi đã, nếu như là như vậy, từ nhỏ đến lớn ngay cả ông nội ta cũng chưa từng đánh ta. Vậy mọi người dám đánh ta sao? Đồ đáng chết. Đi, lỡ là tình cờ đụng vào sao? Hay là cô ta thật sự nhìn thấy anh ta? Lại đụng vào cái gì rồi? Quả nhiên không sai. Năng lực võ quyền của cô ta, võ quyền của ta không thể vô hiệu với ngươi được. Đồ mèo mù đáng chết. Cơ hội như vừa rồi, ngươi sẽ không có nữa đâu. Mặc vũ trám. Còn muốn dựa vào mấy cái tờ bùa rách đó sao? Thiên cổ, lôi chấn cổ. Còn không mau tránh đi. Xem ra là giống với những gì ta nghĩ. Năng lực võ quyền của ngươi chỉ là một trò chơi nho nhỏ, có thể đoạt được đi thị giác và thính giác của đối phương mà thôi. So với đối thủ trước kia của ta mà nói á, thì ngươi còn kém xa.
Lần sau tớ sẽ không thủ hạ lâu tình đâu. Không thể thế được, võ quyền của ta lại vô hiệu với ngươi sao? Năng lực của ngươi suy cho cùng cũng chỉ có thể làm cho độc tố của mực xâm nhập vào đại não. Nhưng nếu kiện trước tiên chỉ là dùng với người mà có thực lực ngang với ngươi hoặc là yếu hơn ngươi thì mới có tác dụng. Tớ chỉ cần dùng võ hồn một chút qua ép mực của ngươi ra khỏi cơ thể là được rồi. Lúc ngươi võ quyền hóa, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng là dùng khí cụ năng lực của quyền của võ quyền lại là mực. Thật không giống với võ quyền thở của anh võ, cũng không giống võ quyền thật mà ta tu luyện, mà giống loại mà đối thủ trước kia của ta đã sử dụng, loại thuộc loại võ quyền đạo. Vì vậy ta mới cố ý để dính một dồn. Dính? Cho dù khi năng lực của ngươi phát động, ta vẫn có thể cảm nhận được hướng gió. Vì vậy ta càng xác nhận được rằng ngươi chính là võ quyền loại đạo. Kiếm chỉ là vũ khí do mực của ngươi ngưng tụ mà thành thôi. Chỉ là nhìn thấy năng lực của ta mà ngươi nghĩ được nhiều như vậy á. Nếu như mực của ta có kịch độc hoặc là loại khác thì ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như vậy thì ta sẽ có kịch khác, không cần ngươi nhọc tâm. Cùng là đệ tử võ môn, ta không muốn quá đáng quá. Ta muốn ngươi thờ là sau này sẽ không được bước vào nơi này nửa bước. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Còn điểm thối ngươi mà dám mệnh lệnh cho ta sao? Dựa vào cái gì chứ? Thờ cho ta sẽ không bao giờ bước vào nơi này nữa. Ta không thờ đấy. Nghe cho rõ đây con điểm thối ta. Ta là cháu gái của cửu trưởng lão. Ngươi mà dám động vào ta, Gia ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Đúng mà cái đồ nữ nhân không biết tiếp thu giáo huấn mà. Tiếp thu hay không thì làm sao? Cô ta là cháu gái của cửu trưởng lão viện đó. Cho dù đánh tàn phớ các ngươi ở nơi này thì cũng không ai dám nhiều chuyện. Lục Phong, ngươi vậy mà lại bỏ vũ khí ra sao? Vô tiên, đừng có động đậy linh tinh. Xem ra vẫn là ta lợi hại. Yên tâm đi, không chết được đâu. Ta cố ý chém nông đấy. Đúng là biết nói mà. Rõ ràng vừa rồi còn nhắm trúng đầu cơ mà. Bí ổi. Bí ổi thì đã sao? Còn muốn lấy bùa ra để đối phó với bộ ống tiêu thư sao? Nếu tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ chết vì mất quá nhiều máu đấy. Thế nào, hay là cầu xin ta tha cho ngươi đi. Lỗ ngồi chỉ có biết nắm sâu lưng người khác như ngươi. Không có tư cách để nói những lời này. Thanh kiếm này của cô ta có vẻ tốt đấy. Không được. Chạm cái tay bẩn thỉu của ngươi vào đó. Ngươi hình như rất quý nó thì phải. Nếu nói như vậy ta sẽ giúp ngươi bẻ gãy nó được chứ. Ngươi mà dám động đến nó thì ta sẽ giết chết ngươi. Vậy thì ngươi cứ xem đi. Hả? Đủ chưa vậy? Vô tiên đã bị thương như vậy rồi, các ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Ngươi thì có tư cách gì mà nói chuyện với bản tiểu thư chứ? Hình dáng thì chẳng khác, thì chẳng giống cái gì cả. Nổi lợi thì ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Lục Phong, ngươi sao rồi? Đồ quá. Hay là bắt con quái vật này về Đông Viện để mọi người xem. Bọn họ chắc chắn chưa nhìn thấy thứ như vậy bao giờ. Phở một chân của nó trước đã, tránh để nó chạy mất. Lục Phong, mau chạy đi. Vô tiên, đáng chết, lùi lại. Dạ, các ngươi đi đi. Cố như ta cầu xin các ngươi đi. Ta không mong vô tiên chết, cũng không muốn làm bị thương các ngươi. Ta chỉ muốn yên tĩnh sống ở đây này. Xin các ngươi đừng có đến đây nữa. Chỉ dựa vào một hai câu nói này á của ngươi mà muốn đuổi ta đi sao? Thật là muốn biết lỗi tiện nhân nào đã sinh ra cái độ quá dị như ngươi nữa. Không cho phép. Phong Nhi, không cho phép ngươi sỉ nhục mẹ của ta. Người mới là tiện nhân đi. Mặt hắn vừa đông viện cho ta. Không thành vấn đề. Ngon ngon mà đi, đừng có động đậy linh tinh. Nếu không ta sẽ đập vỡ thiên linh cá của người. Dừng tay. Nếu không ta sẽ đập vỡ thiên linh cá của người. Dừng tay. Thì đó ngươi là ai? Vậy mà dám ngăn cản ta. Anh Võ. Hả? Tên đó từ đâu ra vậy? Cho dù ngươi là chim anh vũ hay là thứ gì đi nữa thì cũng bỏ tay ra cho ta. Anh Võ. Vô tiên. Cô, vết thương trên người bọn họ đều do ngươi làm ra sao? Phải hay không thì liên quan gì đến ngươi? Đắc tội với đệ tử Đông Viện ta thì chỉ có kết cục này thôi. Đông Viện
Lại là mấy người các ngươi thật là phiền phức. Cả ngươi lần này dám làm bị thương Vô Tiền và Lục Phong như vậy, mặc dù không biết tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây, nhưng đừng có mơ mà ta sẽ tha cho các ngươi. Anh Võ, bọn họ cướp kiếm của Vô Tiền rồi. Mộ Dao đồ qua đây. Nợ cười, đã rơi vào tay ta rồi thì đừng có mơ mà lấy lại được. Nếu muốn lấy lại thì quỳ xuống lấy ta 3 lạy đi. Cái gì? Dạ dạ, ta là đỡ cổ trưởng lão. Đừng có tưởng rằng là ta sợ ngươi. Lấy không được thì là do ngươi không có bản lĩnh. Ta trước giờ chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng cô đừng có mà ép ta. Đáng ghét. Đồ không phải của cô. Cô có cơ gào thế nào cũng không có tác dụng. Sẽ có một ngày bốn tiểu thư sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Không không phải, sẽ có một ngày đâu. Tớ hôm nay nhất định phải tính món nợ này với ngươi. Tình khốn kiếp vậy mà dám đánh lão tử. Hát Vương, Hát Vũ Dật Tiễn. Đáng ghét, khoảng cách vậy mà lại rõ ràng như vậy, hoàn toàn không thể đánh được hắn. Không, đợi đã. Nếu như trúng phải cú này thì cô như xong rồi. Ta đưa một nửa bộ da của con xiên sơn giáp này cho ngươi, không cho ngươi hết. Thả cho ta đi. Lông đầu. Lục Phong không dễ dàng gì mới tìm được một nơi. Hắn muốn ở lại, quay vào với đệ tử của Đông Viện các ngươi. Đừng có đến quấy rầy hắn nữa. Nếu không thì lần sau sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Cút. Các người tốt nhất là giữ cái mẫn nhỏ đó cho ta. Dạ dạ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Lục Phong, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không thì vết thương là bị rách ra đấy. Bọn chúng vốn chỉ có thể sống tiếp được, nhưng bây giờ chỉ có thể chôn thân ở dưới nơi này thôi. Trong mắt bọn người đó, bọn chúng chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Trong mắt bọn người đó, bọn chúng chẳng qua chỉ có cái xác không hồn mà thôi. Căn bản không có bất cứ giá trị nào. Ta sau này cũng sẽ biến thành như vậy sao? Người vẫn còn sống. Không nên nghĩ những chuyện này. Anh Võ, Vô Tiên sao vậy? Vết thương vẫn còn đâu sao? Băng bó một lúc là đỡ nhiều rồi. Chỉ là đau của ta có vết gãy rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Hay là đổi một cây khác đi. Không được, đây là mẫu thân của ta. Ta chỉ muốn dùng nó thôi. Ta có quen biết thợ rèn ở trong viện. Điện qua đó cho bọn họ xem. Được không? Không phải là người không muốn người khác nhìn thấy sao? Cải trang một chút là được thôi. Hơn nữa nếu như không vì ta thì cô cũng sẽ không bị thương, đau cũng không bị hỏng. Ta cũng nên làm chút chuyện gì đó. Được rồi, quay về sắp xếp chút đã, rồi chúng ta xuất phát. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là có mấy câu như vậy, làm cho người ta từ bị thương không thích chịu đựng, có được niềm an ủi nho nhỏ. Nếu như có người giải thích cho ta thì sẽ cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh. Có lẽ chỉ có được một thời khắc tạm thời mới đủ để ta thấy phấn khích. Đối với ta mà nói thứ như vậy, đừng mà, đừng qua đây, cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Càng là thứ khát vọng có được thì càng xa xỉ. Chân của ngươi bị thương rồi, chảy nhiều máu quá, không xử lý sẽ bị viêm nhiễm đấy. Giúp, để ta giúp ngươi xem. Đừng có động vào ta. Đau quá. Ta rõ ràng là chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Hả? Xin lỗi, đừng ăn ta mà. Ta không phải cố ý đâu. Xin ngươi tha cho ta. Diện mạo vốn có và cảm giác hỗn sợ mang đến cho người khác, sự ra đời của ta mang đến cho người ta sự bất an. Ta luôn bị người ta sợ. Ta luôn hy vọng có người có thể gọi tên ta một cách nghiêm túc, đối xử với ta tốt như ta đối xử với hắn. Không gọi ta là quái vật và nói mấy cái lời bảo ta đi chết đi.
sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, càng không làm hại ta. Mày cái thứ này có thể ăn được sao? Phong gì? Mẹ. Vì vậy con nhìn thấy vẻ mặt sợ sợ của cậu ta, trong lòng con cũng rất là đau khổ. Đến cuối cùng vẫn không thể giúp được cậu ấy, một mình đi về. Bề ngoài không giống với bọn họ thì nhất định sẽ bị loại trừ sao? Dáng vẻ của mỗi người đều không giống nhau, phương thức chung sức chung sống với tôn trọng người khác. Ngược lại nếu như tìm được phương thức đối nhân xử thế thuộc về mình, cậu ta và con có lẽ không giống nhau, nhưng cũng không sai. Con chỉ cần duy trì tấm lòng như ban đầu, đừng có biến bản thân mình thành như cậu ta nghĩ. Sai không phải ở cậu ta, mà ở chỗ con không biết cách nhập thể. Con, mẹ, con hiểu rồi. Đối với những chuyện này anh luôn trong trạng thái hồ đồ. Thứ này đối với ta mà nói trước giờ rất là khó hiểu được, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới được. Còn muốn vì suy nghĩ nông cạn của mình mà đem đến phiền phức, vì vậy luôn không ngừng học hỏi. Có rất nhiều chuyện muốn làm và nhiều nơi muốn đi. Cho dù từng bị làm hại, cũng không muốn mình mãi bị nhốt ở trong nỗi cô đơn. Ta muốn được sống thật tốt, chỉ còn có thể tiếp tục sống thì nhất định có thể gặp được những chuyện tốt đẹp. Cho dù là làm người hay là làm quái vật. Đừng mà, đều không quan trọng. Nước mắt lấp lánh không nói chuyện. Những ngôi sao trên trời đi tìm sao bắt đầu. Tiểu Phong, hả? Ăn đợi thúc sao thúc lại tới đi. Mẹ ngươi đâu? Đang ở nhà dọn dẹp, mau đưa tao qua đó. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngươi và mẹ ngươi tốt nhất là đi ngay đi. Lại có người chết. Đây đã là người thứ ba rồi. Toàn bộ nội tạng đều bị ăn sạch rồi. Hơn nữa đều là đang trên đường lên núi hải thú. Nhìn thế nào cũng không thấy giống như là bị giả thú tấn công. Không phải là Lục Phong làm chứ? Con quái vật đó gần đây bắt đầu thích mùi vị của thịt người rồi. Thợ sơn đã bảo không thể để hắn sống mà, nhất định là do Lục Phong làm. Ngồi hắn ra thì còn ai chứ? Lần này nhất định nó phải giết chết hắn. Ta đã nhìn thấy. Thật sự ta đã nhìn thấy. Ta biết là do ai làm. Ta chính mắt nhìn thấy quá trình Lục Phong ăn thịt người. Hắn đã ăn sống mấy người đó. Tuyệt đối là hắn. Ta không hồ gì nhầm được. Là Lục Phong ăn thịt mấy người đó. Không sai. Lục Phong sáng nay còn tấn công con trai của ta. Nếu không phải là con trai ta chạy nhanh thì sớm đã mất mạng rồi. Ta đã sớm cảm thấy Tiểu Vũ là yêu nữ rồi. À ngờ sau khi lấy nữ nhân đó đã bệnh mà chết. Đứa con sinh ra cũng là một quái vật, chắc chắn là do mẫu từ bọn họ làm. Chúng ta phải đi giết con quái vật đó. Nếu không thì đợi nó trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không được sống yên ổn đâu. Người chết chắc chắn là chúng ta. Nhưng lúc này vẫn chưa muộn. Phóng hỏa thiêu chết bọn họ. Nội đúng lắm. Không thôi đợi hắn sống, phải giết chết hắn. Đi, bắt lấy bọn chúng. Không thể để bọn chúng chạy thoát. Sự tình chính là như vậy. Bọn họ nghĩ rằng người là do Tiểu Phong giết, bây giờ đang tiến vừa đây rồi. Mẹ, An ca, Phong Nhi không thể làm ra chuyện như vậy đâu. Ta cũng tin là Tiểu Phong không có làm mấy chuyện này. Nhưng chỉ có mỗi mình ta tin mà thôi. Bọn họ đã bị sợ hãi, làm cho mờ mắt. Bây giờ nói gì với họ cũng không có tác dụng. Cái đám người đó chỉ nghĩ cho bản thân mình rồi. Đừng có nói là Tiểu Phong, ngay cả cô, bọn họ cũng muốn giết hại. Tóm lại là theo ta đến nhà chị dâu cô trốn trước đã, sau đó mới nghĩ cách để đưa hai người đi. Được. Ơn đại thúc, sao lỡ đi? Lẽ nào ông là đồng bọn của bọn chúng? Người chết trong thôn cũng có liên quan tới ông sao? Đùa cái gì vậy? Ngược lại là các người giữa đêm hôm khuya khoác nhiều người như vậy đến đây để làm cái gì? Đương nhiên là đến để thiêu chết hai con yêu quá này rồi. Lý nào lại vậy? Các người còn có nhân tính không? Lúc trước người lên núi bị ngã làm cho bị thương, là cha của Tiểu Phong mất ống người suốt 10 dặm đường cái núi tìm đại phu đó. Bây giờ cha nắm mất rồi, người lại muốn làm hại hai mẹ con bọn họ, người còn là người không vậy? Ta không còn biết. Nhưng con quái vật đó đã ăn thịt người. Có đùa không vậy? Toàn là chuyện tai bay vạ gió. Không có chứng cứ thì đừng có ăn nó bậy bạ. Anh Thúc, ông tránh ra cho ta. Là cả người tránh mới đúng. Quay vừa hết cho ta. Anh Thúc, xin ông hãy tránh ra. Đừng mơ.
Tôi không có giết người. Tôi luôn luôn muốn giúp mọi người, luôn luôn muốn làm bạn với mọi người. Tôi không thể nào mà sát hại mọi người được. Phong Nhi, đừng có mà nghi biện nữa. Đồ quái vật đáng chết nhà ngươi, thằng nhóc đáng chết ngươi, lão tử đã thương nhầm ngươi bao năm nay rồi. Tiểu Vũ, mau đưa Tiểu Phong đi, rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Mau đuổi theo, không thể để họ thốt, đừng mơ mà qua được đó. Đã nghiệt, tránh ra cho ta. Ăn thuốc. Tiểu Phong, mau đi, đừng lo cho ta. Phóng tiễn, mau đuổi theo, không thể tha cho họ được. Từ hôm đó, ta thực sự cảm nhận được sự ra đời của ta mang đến sự sợ hãi và bất an cho mọi người. Khác xa với trong tưởng tượng của ta. Phong Nhi, cẩn thận, còn đen tối hơn. Có vết máu, bọn họ chạy theo hướng này rồi. Trên người bọn họ đều có vết thương, nhất định là chạy không xa đâu. Mẹ không sao chứ? Cậu ở đây bị bọn họ chặt đứt rồi. Mẹ đừng lo, chúng ta mau chạy thôi. Sẽ không sao đâu. Phong Nhi, con nghe đi, mẹ không đi nổi nữa rồi. Một mình con rời khỏi đây, đi khỏi cái nơi này càng xa càng tốt, mãi mãi đừng quay lại nữa. Con không muốn, chúng ta cùng đi, cùng sống tiếp. Con sẽ không để mẹ chết đâu, con sẽ bảo vệ mẹ. Cầu xin mẹ đừng bỏ lại con. Cầu xin mẹ đừng đỡ con lại một mình. Con rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Bởi vì con sống trên thế giới này, con luôn cảm thấy xin lỗi con. Bản thân rất may mắn, đều trách mẹ đã sinh ra con, đỡ con phải chịu tội lớn như vậy, bị căm ghét, được yêu thương. Con yêu thế giới này, tìm thấy rồi bọn họ đó. Con phải nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, con đều phải tiếp tục sống. Tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của con. Con không muốn. Sẽ có một ngày, con sẽ gặp được người con thích. Người thích con, bọn họ sẽ không hại con, sẽ sống cùng với con. Vì vậy con nhất định không được từ bỏ bản thân, bởi vì người mẹ yêu nhất đang sống trên thế giới này. Mẹ, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy câu như vậy, khiến người ta từ bi thương không thở chịu đựng được, đến có được chút an ủi nho nhỏ. Nếu như có người đem lại ánh sáng cho ta, thì sẽ cảm thấy chút ấm áp của sinh mệnh. Hoặc là chỉ có một cái nhìn ngán ngủi cũng đủ để ta cảm thấy vui mừng rồi. Mỹ, mà không phải là tiếng la hét căm phẫn và ánh mắt sợ hãi. Bây giờ đi cứu người.